Xin chào tất cả các bạn. Đã bao giờ các bạn đặt ra một câu hỏi là tại sao loài người chúng ta và các loài động vật khác lại có đối xứng trái phải hay chưa? Tức là phần bên phải và phần bên trái của cơ thể hoàn toàn đồng nhất, còn phần trên và phần dưới, phần đằng trước và phần đằng sau thì lại hoàn toàn bất đối xứng hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về 4 tỷ năm trước, khi mà sự sống trên trái đất mới chỉ bắt đầu. Khi đó thì tất cả các sinh vật mới chỉ ở dạng đơn bào, và có một điều dễ hiểu đó là hình dạng tối ưu nhất cho các sinh vật này sẽ là hình cầu. Ở dạng hình cầu thì các sinh vật này có thể tương tác với môi trường xung quanh theo mọi hướng giống nhau. Sau đó thì các sinh vật này dần dần tiến hóa, tức là cơ thể của chúng dần dần trở nên to hơn, lớn hơn, nặng hơn. Và khi đó thì tác động của trọng lực lên cơ thể chúng bắt đầu rõ rệt hơn. Chính vì vậy mà sự bất đối xứng trên dưới đã xuất hiện. Phần trên tập trung chủ yếu các bộ phận cảm nhận ánh sáng, các bộ phận cảm giác, còn phần dưới thì tập trung các bộ phận để di chuyển. Tuy nhiên đến thời điểm này thì các sinh vật vẫn giữ nguyên một trục đối xứng, tức là có thể quay đi một góc nào đó thì cơ thể vẫn giữ nguyên hình dạng. Ở mắt xích tiến hóa thứ hai thì các sinh vật đã nhận ra được một điều, đó là di chuyển thì rất có lợi. Ví dụ như nhờ có di chuyển mà chúng có thể đuổi hoặc bắt mồi, và chiều ngược lại thì giúp chúng chạy trốn kẻ thù. Tức là ở cả kẻ đi săn lẫn con mồi đều có yêu cầu về vận tốc và định hướng. Chính vì vậy, sự bất đối xứng trước sau xuất hiện. Phía trước đặt các cơ quan cảm giác, các cơ quan định hướng hay là các bộ phận quan trọng như não bộ, còn phần sau thì để các bộ phận kém quan trọng hơn như là đuôi. Thế còn đối xứng trái phải thì sao nhỉ? Có vẻ như là thiên nhiên không tìm ra được bất cứ lý do gì để phá vỡ trật tự này. Chính vì vậy mà tạo hóa vẫn giữ nguyên tính đối xứng trái phải ở các loài sinh vật cho tới tận ngày hôm nay. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân. Và sự đối xứng của các bộ phận này còn đem lại rất nhiều tác dụng nữa. Ví dụ như nhờ có hai mắt mà chúng ta có thể cảm nhận được độ xa, độ sâu của vật thể. Nhờ có hai tai mà chúng ta có thể cảm nhận được vị trí tương đối của nguồn âm. Thậm chí là hai lỗ mũi cũng có tác dụng nữa. Nguyên nhân là không khí đi vào hai lỗ mũi theo tốc độ khác nhau, và nhờ vậy mà chúng ta có thể cảm nhận được nhiều mùi hơn trong cùng một môi trường không khí. Thế còn các cơ quan nội tạng thì sao nhỉ? Thực ra thì ban đầu các cơ quan này cũng hoàn toàn đối xứng. Tuy nhiên ở động vật bậc cao thì hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa phát triển tới một mức độ vô cùng phức tạp. Chính vì vậy các bộ phận bắt đầu phải nằm lệch về một phía để có chỗ cho toàn bộ hệ thống. Điều này có thể được khẳng định khi chúng ta quan sát các động vật bậc thấp như là côn trùng, giun đất hay là tôm, nội tạng của chúng cũng hoàn toàn đối xứng trái phải. Còn trong thế giới thực vật thì sao nhỉ? Hoàn toàn tương tự, đó là sự đối xứng ở thực vật cũng được xác định thông qua tương tác của thực vật đối với môi trường xung quanh. Các bông hoa phát triển thẳng đứng như là hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa hướng dương sẽ có tâm đối xứng, tức là mọi hướng đều như nhau. Còn các bông hoa phát triển ở cạnh bên như là hoa lan chẳng hạn thì chúng sẽ chỉ còn đối xứng trái phải mà thôi. Và cuối cùng mình phải thú nhận với các bạn một điều, đó là trong tự nhiên vẫn tồn tại những loài sinh vật không có đối xứng trái phải. Ví dụ như là tôm gõ mõ, ví dụ như lá của một số loại cây hay là các anh chàng độc thân lâu năm. Sự tồn tại của những loài sinh vật này thì giúp cho sự sống trên hành tinh của chúng ta phong phú hơn rất nhiều phải không các bạn? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.